Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay em xin nói đến cái vấn đề làm bông cho cây mít. Thì như cô chú anh chị và các bạn có theo dõi kênh của em thì sẽ biết là cái vườn này hôm trước nó bị nước mặn rất là suy. Thì trong quá trình phục hồi em cũng có quay video chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Thì hôm nay cái vườn em nó cũng có ra bông, em sẽ quay và chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem và chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái cách mà em làm cho cái cây ra bông tự nhiên, không dùng bất kỳ một cái loại phân hay là thuốc kích thích nào hết, và không sử dụng lân đó. Không có sử dụng lân để mà mình bón riêng cho cây ha. Thì bây giờ em xin nói một chút về cái vấn đề tại sao cái vườn này không xử lý nghịch để cho ra trái vào đầu tháng 7 thu hoạch mà phải để tới lúc này. Thì như cô chú anh chị và các bạn đã biết thì cái vườn này hôm trước nó rất là suy, cho nên là nếu muốn để trái vào đầu tháng 7 để mình thu hoạch thì cũng không thể được. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là nếu mà mình xử lý nghịch như vậy thì cái chi phí đó, cái chi phí để mà mình phân thuốc các loại để cho cây ra bông thì nó chi phí nó cao. Đó, chi phí nó cao và nó ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng của cái cây, và cái chất lượng của cái bông nó cũng không có đạt được như cái ý muốn của mình. Đó, chất lượng cái bông cái trái thì nó không đẹp bằng cái giai đoạn này. Đó, giai đoạn này mình làm bông thì cũng giống như là gần như là mùa hận, cho nên là nó cây nó rất là dễ ra bông, mình không cần phải tốn chi phí thuốc để mà cho nó ra bông. Và cái bông cái trái lúc này thì nó ra rất là đẹp, và tỷ lệ sơ đen thì nó sẽ ít hơn ít hơn những cái lón trái lúc trước. Hôm bữa nay thì các cô chú anh chị và các bạn nào có cái mít bán rồi thì sẽ biết được là cái tỷ lệ sơ đen trong những tháng trước thì nó rất là cao, cho nên là làm trái nhiều chứ chưa ác gì bán được nhiều. Đó. Thì cái lón trái này thì theo như em nghĩ là theo như mọi năm thì nó vẫn còn có giá. Đó, thì mình có thể mình thu hoạch trước Tết, cuối tháng 12 mình thu hoạch, và những cái mà nó đang ra cửa gà, đang lú cửa gà thì qua Tết và cuối tháng giêng là mình có thu hoạch nếu lú cửa gà. Thì những cái tháng đó thì cái giá nó vẫn ổn. Đó, nếu không có chuyện gì bất thường xảy ra thì khi mà vừa qua Tết thì cái giá mít nó vẫn còn ổn định ha. Rồi với lại là khi lúc này thì cái bông nó ra tự nhiên, nó rất là mập. Như trên màn hình cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là cái cuốn nè, cái cuốn thì nó bự hơn ngón tay cái, mà bông thì nó dài, nó mướt. Cái lón này thì nó ra hôm trong đợt bão, cho nên là không phun thuốc được, là da nó hơi vàng. Thì sau này những cái trái nào mà da vàng quá thì mình bỏ, còn những cái trái nào mà da xanh thì mình giữ lại. Đó, nhưng mà cơ bản thì cái cuốn nó vẫn mập, vẫn mập, và thậm chí mình có thể tận dụng được những cái búp này, những cái búp rất là bự. Đó, có thể mình bỏ hết trên đây, mình lấy cái búp dưới đây vẫn được. Thì những cái trái này ra nếu mà không có mưa nữa thì cái tỷ lệ sơ đen thì nó sẽ rất là ít, và cái da nó sẽ đẹp hơn những cái trái trước. Đó.
giờ em mời cô chú anh chị và các bạn đi xem một vòng cái vườn của em để xem coi bông nó ra cỡ nào rồi, và em sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái cách mà em làm cho cái cây ra bông không cần bất kỳ một cái loại phân hay là thuốc nào hết. Mà cái bông ra rất là mập. Đó, cái bông bên đây thì hôm bữa ra đây mà mưa nhiều quá nó da hơi sần vàng, em đã bỏ rồi. Nhưng mà có thể cuốn này mình bỏ luôn. Tại vì ở trên đây bắt đầu nó lú nè. Đó, cây này bắt đầu nó lú lú mầm bông ra. Những cái mầm này. Như ở đây thì lú ra rất là nhiều. Bên đây thì có một số nó cũng ra bông rồi. Này hoàn toàn là tự nhiên nha cô chú anh chị và các bạn. Không sử dụng thuốc kích thích bông cho nên là cái bông rất là dài và nó mướt. Mặc dù là em chưa có bón phân, những cái bông này khi mình bón phân thì nó sẽ mập hơn, nhưng mà em đang đợi những cái cây khác cho nó ra hơi nhiều một chút thì mình sẽ bón một lần luôn. Những cây này đang ra. Thì như cô chú anh chị và các bạn có theo dõi cái kênh của em thì sẽ biết cái vườn này từ khi mà em phục hồi cây đến nay thì mình có sử dụng hai lần phân NPK 20-10-10 và phân vi lượng BHS. Đó, thì hai lần, và một lần sử dụng phân bò ủ oai, và mỗi gốc là nửa ký phân hữu cơ nở. Đó, nhưng trong cái giai đoạn mà cái cây nó già lá, đợt trước em có chia sẻ cái lần bón phân cuối cùng là cái lá nó đang già. Đó, lá đang già và em bón cái vi lượng BHS, cái liều nó hơi nhiều, là một gốc tới 20 gram. Cái mục đích đó thì em có nói với cô chú anh chị và các bạn trong cái clip trước là cho cái cây nó đi đọt. Đó, tại vì cái cây mình đang suy thì mình phải dưỡng nó, phải làm cho cái bộ rễ nó phát triển. Khi mà bộ rễ phát triển thì cái đọt nó sẽ phát triển. Nhưng mà khi mà làm cái đọt nó ra như vậy rồi, đọt nó đi đọt rồi thì em cắt phân luôn, em không có bón bất kỳ một loại phân nào từ cái giai đoạn đó tới nay. Cái mục đích không bón phân nữa là làm cho cái lá nó già. Đó, như trên màn hình cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là khi cái đọt nó ra mà mình không bón phân nữa thì coi như cái đọt nó sẽ chững lại, nó không đủ chất dinh dưỡng để mà nó tiếp tục nó đi cái giai đoạn mới, nó sẽ sụn lại. Và khi cái cây sụn lại như vậy chắc chắn nó sẽ phải ra bông. Đó, còn nếu cô chú anh chị và các bạn nào mà làm cho cái cây mình tốt, xanh tốt, đi đọt liên tục thì hầu như là cái việc ra bông nó rất là khó. Nếu có ra thì nó cũng phải kèm theo cái bông lá hoặc là tược, và cái trái nó không được đẹp, mặc dù cây rất là xanh tốt. Đó là lý do cũng một số cô chú anh chị và các bạn có hỏi em là tại sao cây xanh tốt, đi đọt liên tục, cây rất là tốt nhưng mà cái ra cái bông cái trái thì nó không được như ý muốn. Đó, thì ở đây cái cuốn rất là mập ha, cuốn rất là bự. Thì bất kỳ cây nào cũng vậy, khi mình muốn làm cho cây ra bông thì mình phải làm cho lá nó già. Để làm cho lá nó già thì mình có nhiều cách. Đó, nhiều cách là có thể cô chú anh chị và các bạn xịt, phun xịt các loại mà thuốc để cho nó ra bông,
để cho làm da làm lá nó già đồng loạt, như là 10-60-10 đó là hàm lượng 60 lân. 60 lân là để cho cái lá nó già, thì mục đích nó chỉ vậy thôi đó. Hoặc là có thể bón lân dưới gốc. Bón lân dưới gốc thì như vậy là làm cho tất cả các cây trong vườn lá nó đồng loạt, nó già một lúc, cùng một lúc luôn. Còn ở đây thì em không sử dụng bất kỳ một loại phân nào hết đó, thì tại vì là em ở đây em cũng làm tái truyền đó, làm tái truyền cho nên là cái việc mà nó ra đồng loạt hay không thì cũng không quan trọng, chỉ cần nó ra bông là được, không quan trọng là nó có rộ hay là không. Tại vì ở đây thì cũng gần vựa trái cây ha. Với lại đây em cũng đi vườn, ví dụ trái nào mà nó già thì mình cắt gì mình bán thôi, cũng thuận tiện, cho nên là em sẽ không làm cho nó rộ. Nếu cô chú anh chị và các bạn nào muốn cây mình ra bông đồng loạt rộ ha, thì mình có thể là mình bón lân đó, bón lân ở dưới gốc để cho cái lá già cùng một lúc, khi mà lá già cùng một lúc thì bông nó sẽ ra cùng một lúc đó. Còn nếu như em làm như thế này thì có thể là cái cây nào mà nó già lá trước thì nó sẽ ra bông trước. Thì như trên màn hình cô chú anh chị và các bạn cũng có thể thấy là những cái cây này nè, lá nó già trước và bông nó ra trước đó. Và những cây bên kia thì những cái bông đó là hoàn toàn tự nhiên ha, không có phun bất kỳ một loại thuốc kích thích nào hết. Hôm bữa nay bận công chuyện cho nên em cũng chưa có tiễn, nhưng mà đúng ra bông cỡ đó thì mình đã tiễn khưa rồi. Tiễn khưa cái giai đoạn nó còn nhỏ, xong tới lớn mình mới tỉa, bắt đầu tỉa tái đó. Thì những cái video mà tỉa bông tỉa tái thì cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo những video trước ha. Em có chia sẻ một vài cái video về tỉa bông chọn trái rồi. À, em cũng xin nói thêm đến cô chú anh chị và các bạn cái giai đoạn chuẩn bị để mà mình làm bông. Thì như hôm trước cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là em có dọn vườn. Dọn vườn, cắt tỉa các cành tăm, các nhánh suy khô đó, những nhánh mà khô và những cành dược. Nếu cô chú anh chị và các bạn nào có theo dõi kênh của em thì sẽ thấy được cái video đó. Đồng thời là mình sẽ dọn cỏ đó. Dọn cỏ thì nếu cô chú anh chị và các bạn nào có thời gian thì mình có thể là cắt cỏ nha đó. Còn em ở đây thì như cô chú anh chị và các bạn đã biết thì cũng làm nhiều việc cho nên là cái việc thời gian để cắt cỏ thì gần như là không có. Còn thuê mướn thì ở cái huyện Cai Lậy này thuê mướn nhân công thì nó rất là khó khăn, cho nên là không có người để làm. Thì hôm trước mưa cũng nhiều mà cỏ lên rất là nhiều, cho nên em quyết định là em phun thuốc cỏ đó. Chứ nếu không phun thuốc cỏ thì cái vườn nó rất là rậm, nó không không khoáng, mà mưa dầm thì có thể là dẫn đến xì mủ và nó cũng không thể nào ra bông được. Nếu mà cái gốc nó cứ ẩm ướt hoài thì cái cây rất khó ra bông đó, cho nên là em quyết định là phun thuốc trừ cỏ. Còn nếu cô chú anh chị và các bạn nào có cái công có thời gian thì mình nên cắt cỏ nha. Thì cái vườn này hôm lúc cây còn nhỏ thì em có thời gian thì em cắt cỏ, nhưng mà trong thời gian gần đây rất là bận cho nên là không thể nào mà cắt cỏ được. Rồi, thì em cũng xin tóm tắt lại ha. Tóm tắt lại cái cách để mà mình cho cây ra bông mùa hưởng, không cần phân thuốc. Đó, không cần phun các thuốc kích thích hay là phun cái thuốc cái phân bón lá có hàm lượng lân lên trên lá. Tại vì khi mà mình làm phun những cái thuốc kích thích ra hoa hoặc là những cái phân bón lá mà có hàm lượng lân nó cao như vậy á, đến khi mình muốn cây nó ra đọt thì nó cũng
khó hơn là bình thường. Như cây em bình thường như vậy thì muốn cây ra đọt chỉ cần bón phân NPK và dưỡng rễ thì nó sẽ ra đọt thôi. Đó. Giờ để làm được bông tự nhiên thì cái trước hết là cây phải khỏe. Có nghĩa là cái giai đoạn, cái cơ đọt cuối cùng mình chuẩn bị làm bông là mình phải làm cho cái cây nó ra đọt gần như là đồng loạt. Đó. Gần như là đồng loạt. Thì để làm được điều đó thì mình cần phải bổ sung cái phân dưỡng rễ, làm cho cái rễ nó phát triển đồng loạt thì cái lá, cái đọt nó sẽ đi đồng loạt. Rồi cái thứ hai nữa là mình sẽ tiến hành mình dọn vườn, dọn những cái cành tăm, những cành dược cho vườn không thoáng, cây nó không thoáng, và dọn cỏ dưới gốc cho cái trời mưa xong là nước nó ráo liền. Còn nếu cô chú anh chị và các bạn để cỏ nhiều thì nó cái gốc cây nó rất là ẩm ướt và cái rất là khó để cho cái cây ra bông. Đó. Còn nếu cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu mà làm cho cái cây mình nó ra bông đồng loạt để dễ bán hoặc là dễ chăm sóc gì đó thì mình có thể là bón lân. Bón lân toàn vườn thì khi bón vân lân như vậy thì cái lá sẽ già lòng lọt ha. Nhưng mà cô chú anh chị và các bạn lưu ý là mình nên bón lân khi mà cái lá mít nó đã lụa, có nghĩa là nó phát triển lớn rồi, phát triển lớn rồi và nó chuẩn bị già thì mình sẽ bón lân, lúc đó cái lá nó lực, lá nó to. Còn nếu cô chú anh chị và các bạn bón lân sớm quá thì cái lá nó chưa bung ra hết thì lúc đó thì cái lá nó sẽ nhỏ, nó nhỏ mà nó đã già rồi thì cái lá nhỏ thì nó sau này nó nuôi trái thì nó không tốt bằng những cái lá lớn ha. Rồi một vài chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Có cô chú anh chị và các bạn có cái ý kiến gì thì mình có thể để phần bình luận cho bà con cùng xem và tham khảo. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.